Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh youtube Audio Kiếm Hiệp và kênh youtube Chuyện Lòng Ngọng thân mến Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 57 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ tác giả Thạch Trư qua giọng đọc Khánh Duy Và bây giờ để không mất thời gian Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 57 Độc Bộ Thiên Hạ Thế nhưng trước khi nghe chuyện các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share Và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện đồng hộ Khánh Duy Khánh Duy xin chân thành cảm ơn và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện tiếp theo phần trước lại nói lúc bây giờ sau một lúc lâu một con thuyền sách tung tóe tiến vào trong tầm mắt của Diệp Húc. Hoàng Sán và Hạ Sơ Dương đứng ở đầu thuyền, đồng thời sử dụng đại thuyền phá không mà tới. Hoàng Sán và Hạ Sơ Dương liên kết, đây là chuyện Diệp Húc không thể ngờ được. Sắc mặt của hắn không khỏi ngưng trọng. Hoàng Sán chính là cường giả tu luyện ra nguyên đan. Khi rời khỏi Hoàng Tiến Ma Tông, Diệp Húc giống như một đứa trẻ đứng trước mặt hắn vậy, một kích liền bị trọng thương. Sau này tuy rằng thực lực của Diệp Phúc đại tiến cùng Tống Công Đức liên kết lại vẫn không thể chống lại được người này. Thậm chí ở trong kim điện còn bị hắn bức rơi vào trong trụ quang đại trận. Mà Hạ Sơ Dương tuy tu vi không có tu luyện ra nguyên đan nhưng là đan đỉnh kỳ cao thủ. Trung Châu Hạ Gia ở trong 72 thế gia mặc dù sắp xếp không tới trước 3 thế nhưng tuyệt đối lại đi vào hàng trước 5. Thực lực cùng nội tình của bọn họ không kém chút nào so với Hoàng Tuyển Ma Tông nhất mạch tông chủ cả. Người ở trong thế gia này đi ra cho dù là đan đỉnh kỳ cũng không yếu hơn đám người nguyên đan kỳ như hoàng sán huống chi hạ gia kiều đỉnh thần diệu khó lường chấn áp thiên địa âm dương thủy hỏa phong lôi thậm chí ngay cả chủ quang đại trận cũng bị dùng cường lực mà chấn áp cực kỳ mà khó đối phó nếu như bọn họ chỉ có một người diệp phúc tốt xấu gì cũng chiếm được sáu bảy phần thắng ở trong tay nhưng hai người liên kết lại hắn liền không có nắm chắc hai người dắt tay nhau mà tới bọn họ vốn không có khả năng đi chung một chỗ lúc này lại bởi vì có kiểu án với diệp húc mà liên thủ đi tới việc này cũng đã nói rõ bọn họ tự biết một mình mình tuyệt đối không thể bắt được diệp húc cho nên mới lựa chọn liên kết lại trận chiến này chỉ sợ sẽ gian nan đấy diệp húc không khỏi nhíu mày đối với hoàng sán hắn nắm chắc phần đối phó nếu thêm hạ sư dương một người hắn cũng có thể dựa vào thân thể và kiểu đỉnh vạn pháp yếu quyết của mình mà chống lại được nhưng hai người liên kết Hắn hoàn toàn lại không có cách gì Hạ Sơ Dương dựa theo quy cách cũ Của Kiều đỉnh Hạ Gia Mà rèn ra Kiều đỉnh thuộc về mình Kiều đỉnh này đủ để chấn áp tu vi của hắn Khiến cho vô bảo toàn thân hắn Không có tác dụng Chỉ sợ 199 tinh phiên bên trong khiếu huyệt Cũng không thể vận dụng được Nếu là Kiều đỉnh của Hạ Sơ Dương Có thể chấn áp được tinh phiên Thực lực của hắn lập tức bị tức đi một nửa Hoàng Sán có được thực lực đả thương tới thân thể của hắn Hạ Sơ Dương lại có được vua bảo kiều đỉnh chấn áp tu vi của hắn chấn áp vua bảo của hắn trận chiến này chưa bắt đầu diệp phúc trong lòng đã dâng lên cảm giác vô lực cho tới nay hắn đều dựa vào thân thể và vua bảo để chiến thắng địch thủ mà hiện giờ đối mặt với kiều đỉnh của hạ gia vẫn cảm thấy bị bó chân bó tay như trước kiều đỉnh vừa ra trực tiếp xóa sạch gần nửa thực lực của hắn cho dù hắn tu luyện vạn kiếp vô lượng tâm kinh kiều chuyển nguyên công tới chín chuyển thân thể tăng nhiều nhưng nếu như không có vua bảo chống đỡ Vẫn là bị đánh lên bờ súng ruộng Tu vi, tu vi Diệp Húc khít một hơi dài Trong mắt lóe lên tinh quang Phải nâng cao tu vi Nếu không đối mặt với cựu đính Ta phải bó tay bó chân rồi Diệp Sư Thúc Hiện giờ ngươi trốn không kịp đâu Diệp Sư Thúc Hiện giờ ngươi trốn vẫn còn kịp Lâu thuyền và thuyền con của Diệp Phúc Càng ngày càng gần Đi tới trước mặt Diệp Húc nửa dặm liền dừng lại Hoàng Sán đứng ở đầu thuyền, trên mặt lộ ra vẻ kính nể, chắp tay nói: "Sư thúc, cùng ngươi giao thủ thời gian dài như vậy, Hoàng Mỗ đúng là khâm phục rất lớn tài trí và thực lực của ngươi. Từ chất của ngươi hoàn toàn có thể trở thành đệ tử nhất mạch tông chủ mà tiếu ngạo thiên hạ, tương lai tranh đoạt vị trí tông chủ cũng không phải không có khả năng." Hoàng Mỗ trong lòng cũng không nguyện cùng ngươi phân ra ta sống ngươi chết làm gì, tiếc rằng lệnh của sư phụ khó cãi, giữa ngươi và ta nhất định chỉ có một còn sống thôi. Diệp Phúc sắc mặt nghiêm chỉnh cũng chấp tay đáp lễ mà mỉm cười nói. Hoàng Sư Điệt trung nghĩa, thiếu bảo cũng rất khâm phục. Tuy nhiên, người bán làm sư phụ rồi. Lấy tu vi và tư chất của ngươi, nếu như bán nhập môn hạ một trưởng lão khác, tu vi thành tiệu khẳng định, không chỉ là như thế này đâu. Hạ Sơ Dương nhẹ giọng mà cười nói. Diệp thiếu bảo, nhiều lời vô ích làm gì, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi rồi. Diệp Phúc nhìn về phía hắn, tuy rằng biết rõ không địch lại, thế nhưng vẫn mỉm cười nói lúc trước hai vị đệ đệ của ngươi hà mộ bạch và Hạ dương sóc cũng nói như vậy tuy nhiên hắn phất phất tay giống như đang đuổi ruồi mũi chung quanh vậy rồi ngạo nghễ nói tuy nhiên bọn họ bị ta bóp chết giống như bóp chết hai con ruồi đang qua vai bên cạnh này vậy bật bật Hạ dương đồng tử co rút lại cười ha hả điềm nhiên mà nói hạ dương sóc chết thì cũng thôi tư chất của hắn quá kém chết chưa hết tội tuy nhiên đệ đệ mộ bạch của ta tư chất rất tốt so với ta còn tốt hơn kìa tương lai thành tựu khẳng định là phi phạm. người giết hắn tội ác tay trời không thể tha thứ được hắn đi nhanh từ lâu thuyền ra ngoài từng bước một hướng tới diệp húc mà đang đang sát khí thẳng hướng tận trời từng đại đỉnh từ trong bảy tầng linh hóa bảo thạch lâu phóng ra chấn áp thiên địa hoàng huynh trận chiến này ngươi cho ta áp trận ta muốn tự tay xử trí hắn cho hắn biết trung châu hạ gia ta vu hoàng nhất mạch tuyệt đối không thể bị bôi nhọ được. Hoàng Sán im lặng, đứng ở đầu thuyền, không nói gì. Hạ Sơn tiếp tục đi tới Diệp Phúc, ánh mắt lành lạnh cười nói. Ta thấy người cải tiến kiều đỉnh Vu hoàng quyết, chỉ tốt ở bề ngoài. Tuy rằng uy lực hùng mạnh, nhưng lại mất đi tướng mạo sẵn có của Vu hoàng quyết. Chắc là lấy được từ trên tay của tiểu tử Hạ Dương Sóc kia phải không? Hiện giờ, ta cho người kiến thức một chút về kiều đỉnh Vu hoàng quyết chân chính đây. Chín khẩu đại đỉnh trôi nổi trên đỉnh đầu của hắn mỗi một đại đỉnh bên trong đều có trường hà chân nguyên sóng biển mênh mông phát ra tiếng ầm vang kiểu đỉnh vô hoàng quyết của hạ gia ta và kiểu đỉnh tương dung chín khẩu đại đỉnh đều tự ẩn chứa một đạo chân nguyên trường hà tương đương với chín cường giả đan đỉnh kỳ một đại đỉnh chấn áp xuống giờ phúc chỉ cảm thấy thiên địa nguyên khí động lại thậm chí không gian quanh thân hắn bị đè thành một khối thiết bản hạo nguyệt màu vàng trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên kêu lên một tiếng bị kiều đỉnh ép về đan điền giống như giao long chấn kinh ngủ đông không dậy trong cơ thể của hắn ngay cả một trăm chín mươi chín tinh phiên cũng bị khắc chế câu động đại chu thiên tinh đấu trận đồ dẫn dắt chu thiên tinh lực trở nên vô cùng gian nan kiều đỉnh vừa ra liền áp chế đi bốn thành thực lực của hắn tuy nhiên diệp húc vẫn thở ra nhẹ nhàng hạ sơ dương kiều đỉnh vẫn chưa hoàn toàn áp chế tinh phiên của hắn một trăm chín mươi chín mặt tinh phiên vẫn có thể khởi động trận đồ hấp thu tinh lực cung cấp lực lượng và phòng ngự cho thân thể của hắn. Tâm pháp chấn giáo của Chu Thiên Tinh Cung không phải là nhỏ, so với kiểu đỉnh Vũ Hoàng Quyết của Hạ Gia không chút kém sắc. Trận chiến này, hắn vẫn còn cơ hội chờ mình như trước. Hạ Sơ Dương đi nhanh tới trước mặt của hắn, khí thế càng ngày càng mạnh, trấn đãng hư không, ánh mắt linh hoạt sắc bén. Kiểu đỉnh Vũ Hoàng Quyết chân chính, chân nguyên vô cùng hùng hậu, tu vi tương đương với chính cao thủ đồng cảnh giới Tương lai cô động nguyên đan đó chính là chính đại nguyên đan tu luyện nguyên thần chính là chính nguyên thần kiều đỉnh vô họng quyết của hạ gia ta tinh diệu vô cùng trên trời dưới đất duy ngã độc tôn Hừm, một tiểu tử vớ vẩn như ngươi không ngờ cũng dám trêu chọc hạ gia ta người chết đi cho ta kiều đỉnh giết gào chấn áp đi xuống diệp húc chưa cảm thấy áp lực tăng lên thậm chí ngay cả không gian dường như cũng bị xé rách vậy không gian quanh thân thể của hắn dường như lúc này cũng có thể bị xé rách ra. Đây là kiều đỉnh vô hoàng quyết chân chính, so với kiều đỉnh vô hoàng quyết của Hạ Mộ Bạch hay Hạ dương Sóc thì là một trời một vực. Kiều đỉnh vô hoàng quyết, không hổ là tâm pháp vô pháp của vô hoàng mà. Loại pháp môn này thực sự là khủng bố, không ngờ có thể tương đương với chính cường giả cùng tu ví Diệp Húc hít vào một hơi thật dài, nguyên công vận chuyển, thân hình khô gầy như cái trúc, ý đồ thúc dục kiều đỉnh vạn pháp yếu quyết. Nhưng hắn phát hiện ra chân nguyên căn bản không thể rời khỏi bản thân kiều đỉnh vạn pháp yếu quyết của hắn thoát thai từ kiều đỉnh vũ hoàng quyết không trọn vẹn và đầy đủ tuy rằng đã qua cải tiến nhưng dù sao còn không có trọn vẹn so sánh với kiều đỉnh vũ hoàng quyết của hạ sơ dương thì chênh lệch là rất lớn đoang một tiếng diệp phúc lấy ra đại diễn thần trung ôm lấy thần trung nhanh chóng đánh một cái ở trước mặt đại đỉnh sau đó hắn lập tức tiến tới một cái định đỉnh khác mà đánh chỉ nghe thấy mà âm chấn động chấn tận trời cao mặt biển phía dưới bọn họ bị dư âm tấn công chỉ thấy biển rộng hơn 10 dặm đột nhiên lõm xuống hình chuông, độ rộng vài trăm mét, sâu tới 80 trượng, có thể nhìn thấy đáy biển. Ngay sau đấy, trung hình tản đi, lại đột nhiên lõm thành một hình đỉnh, cũng là vô cùng khổng lồ. Động vật biển hải tộc trong vòng trăm dặm ở dưới đáy biển, hết thảy bị dư âm của cuộc chiến giữa hai người đánh chết. Một đám thân hình nổ tung, thậm chí ngay cả dãy núi dưới đáy biển cũng bị dư âm san thành bình địa. Diệp Phúc không thể thúc dục uy năng của đại diễn thần trung chỉ có thể dựa vào thân thể cùng lực lượng của mình để chống lại ngăn cản rất là diệp húc không thể thúc giục uy năng của đại diễn thần trung chỉ có thể dựa vào thân thể cùng lực lượng của mình để mà chống lại ngăn cản rất là gian khổ hạ sơ dương tương đương với chín cường giả đa đỉnh kỳ một người liền tương đương với chín người liên kết môn vũ pháp này không khỏi làm cho tim hắn đập thình thịch hạ sơ dương trong lòng đã sớm nổi lên sát khí trong lòng hình thành một tòa núi lửa chỉ chờ thời cơ mà bùng nổ Thế nhưng Hạ Sơ Dương có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, kiều đỉnh, chấn áp tu vi của hắn, thậm chí ngay cả vô bảo đều không thể tế khởi, vô pháp cũng không thể thi triển ra được. Những bảo vật như thiên cơ tán cũng không thể dùng, khiến cho hắn dù có nhiều thủ đoạn nhưng cũng không thể sử dụng ra. Diệp Thiếu Bảo, sau khi ta giết chết ngươi sẽ không hủy đi thân thể của ngươi, thậm chí còn có thể giữ lại một tia thần hồn của ngươi kìa. Luyện chế thân thể ngươi thành một kiện vô bảo hình người, cho ngươi chơ mắt nhìn, ta dẫm nát nên trên người của ngươi. hạ sơ dương không nhanh không chậm tha túng chín khẩu đại đỉnh không ngừng oanh tới diệp húc hắn dừng ở trên không trung một bộ dạng phong khinh vân đạm rất là thừa lực cho dù là hoàng sán cũng không thể không bội phục thực lực của người này quả thực là rất mạnh hạ gia kiều đỉnh vua hoàng quyết quả thật là tuyệt thế vua pháp so với vua pháp tâm pháp khác còn hơn rất nhiều diệp Húc cười ha hả đột nhiên thu hồi lại đại diễn thần trung một quyền đánh lui thủy đỉnh hai bàn tay to chả một cái ôm lấy địa đỉnh vào lòng trở thành một kiện vũ khí hung hăng đập tới âm đỉnh hạ sơ dương thủ đoạn của ngươi đích xác rất mạnh nhưng muốn giết ta còn chưa đủ đâu tuy rằng hắn không thể vận dụng chân nguyên thế nhưng thân thể cực kỳ mạnh mẽ liên tục thi triển thủ đoạn không ngờ bắt lấy địa đỉnh tùy tay mồm múa may đánh úp lại một khẩu đại đỉnh khác diệp phúc giống như một đầu mãnh hổ phẫn nộ vậy điên cuồng lại xuất hiện một bàn tay to bắt lấy thiên đỉnh hai tay bắt lấy một khẩu đại đỉnh trở thành đại chùy cao thấp tung bay rất nhanh bước tới hạ sơ dương hạ sơ dương liên tục thúc giục chân nguyên ý đồ khiến cho thiên đỉnh địa đỉnh thoát khỏi nắm tay của diệp húc tuy nhiên lực lượng của diệp húc mạnh mẽ cỡ nào chân nguyên của hắn căn bản là không thể lay động hai tay của diệp húc được lực lượng của diệp húc giống như man long tu luyện ra nguyên đan vậy sức mạnh to lớn vô cùng có thể rời non lấp biển tay hái sao trời cho dù tu vi bị chấn áp nhưng vẫn có thể dẹp ngang được thượng cổ dị trùng yêu thú Diệp Húc đi tới trước mặt của hắn, nhấc thiên địa nhị đỉnh lên cao, hung hăng nện mạnh xuống, lạnh lùng mà lên tiếng nói. Thân thể của ta cường tráng như ma long vậy, cho dù là cửu đỉnh vũ hoàng quyết của ngươi cũng chấn không chết được đâu. Hạ sơ dương, chính khẩu đại đỉnh này của ngươi đưa cho ta đi thôi. Hôm nay Diệp Mỗ lên dung đỉnh của ngươi, đập ngươi thành thịt vụn vậy. Hạ sơ dương vừa sợ vừa giận, vội vàng bứt lui về phía sau, bảy khẩu đại đỉnh còn lại bay chung quanh thân thể bảo vệ hắn liều mạng chống lại công kích của diệp húc Kiểu đỉnh vũ hoàng quyết của hắn phối hợp chín khẩu đại đỉnh đích xác là cương mãnh vô cùng chấn áp chân nguyên vu bảo vu pháp của diệp húc khiến cho một thân thần thông của diệp húc không thể thi triển ra được thân thể diệp húc cũng sở hữu ba trọng thêm vào một là rèn luyện thế xếp hạng thứ nhất của chính đạo kiểu chuyển nguyên công là luyện thể thuật của tiểu quang minh thánh địa Thứ hai là rèn luyện thân thể số 1 của ma đạo, vạn kiếp vô lượng tâm kinh của vạn kiếp môn. Thứ ba là chu tiên tinh cung tinh phiên nhét vào trong bách hiếu của hắn, trông đỡ thân thể, cung cấp cho hắn lực lượng và phòng ngự không ai so sánh nổi. Ba trọng thêm vào này khiến cho thân thể của hắn hùng mạnh vô cùng, có thể dẹp ngang ngoan long nguyên đan kỳ. Tuy rằng tu vi bị chấn áp nhưng vẫn có sức mạnh to lớn đến vô cùng. Lôi hỏa sơn tam đỉnh hợp nhất Hạ Sơ Dương sắc mặt đỏ lên, đột nhiên há mồm phun ra một cỗ chân nguyên bao phủ lấy lôi đỉnh, hỏa đỉnh và sơn đỉnh, cưỡng ép ngưng tụ thành một đại đỉnh. Đại đỉnh này úp xuống dưới, xoẹt một tiếng, bao trọn cả Diệp Húc lẫn thi địa nhị đỉnh vào trong. Tiểu tử, ngươi quả nhiên rất khó chơi, thật không ngờ có thể bức ta sử dụng ra tuyệt chiêu này. Hạ Sơ Dương thở hổn hển, hung tận mà nói: "Hôm nay ta thành toàn cho ngươi, ba đỉnh hợp nhất, luyện hóa ngươi thành cận bã, hắn điên cuồng thúc dục chân nguyên chỉ thấy miệng đại đỉnh này rộng tới vài trăm mét một đạo trường hà chân nguyên bên trong đỉnh hóa thành một dãy núi hào ảnh lay động không ngừng từng tòa núi lớn âm ầm rơi xuống lại có thêm một đạo chân nguyên trường hà hóa thành biển lửa vô cùng quét tới loại lửa này chính là một loại tam bội chân hỏa tên là thiên hỏa hừng hực thiêu đốt còn có một đạo chân nguyên trường hà hóa thành hàng vạn lôi điện giống như những lưỡi đao sắc bén bổ tới bổ lui cắt qua cắt lại loại thuật pháp ba đỉnh hợp nhất này chính là một pháp môn vận dụng trong kiều đỉnh vua hoàng quyết kỹ xảo cao nhất của kiều đỉnh vua hoàng quyết chính là kiều đỉnh hợp nhất Trấn áp thiên địa vạn vật luyện hóa hết thảy diệp húc từng thấy qua hình thức ban đầu của kỹ xảo này ở trong tay của hạ dương sóc tuy nhiên hạ dương sóc sử dụng kỹ xảo này là vô pháp uy lực không lớn mà hạ, hạ sơ dương sử dụng kỹ xảo là vua bảo hợp nhất khó khăn giống như nâng cao mấy trăm lần vậy cho dù lấy bản lĩnh của hạ sơ dương cũng chỉ có thể tu luyện tới ba đỉnh hợp nhất không hề có lực lượng sung túc để chính đỉnh hợp nhất được cho dù là như vậy ba đỉnh hợp nhất uy thế có thể mạnh hơn trước vô cùng dễ dàng luyện hóa một kiện vũ bảo cấp chấn giáo mà trở thành cận bã thậm chí có thể đem cao thủ nguyên đan kỳ mà luyện chết được hạ sơ dương từng dựa vào thủ đoạn này để mà đánh một thiếu niên thiên tài nguyên đan kỳ của phòng phong thị thành cho tàn phòng phong thị cũng là một trong 72 thế gia đây là thế gia đối địch với trung châu hạ gia từ thời thượng cổ vũ hoàng cho tới bây giờ những thế gia này nội tình đã lâu thậm chí có thể sinh tồn được dưới áp lực của hai vị vũ hoàng là vũ hoàng và khải hoàng kéo dài tới nay có thể thấy được thực lực không thể khinh thường tuy nhiên cho dù là thiếu niên thiên tài nguyên đan kỳ của phòng phong tị cũng bị hạ sơ dương luyện hóa thành cho tàn ba đỉnh hợp nhất uy lực không thể lường hắn nguyên không muốn xuất ra tuyệt chiêu này tuy nhiên diệp phúc thực sự là quá dũng mãnh không ngờ khống chế thiên địa nhị đỉnh đánh hắn Bức hắn rơi xuống hạ phong Bức hắn không thể không sử dụng tuyệt chiêu đáy hòm này đong một tiếng trong đỉnh truyền tới tiếng đánh nhau kịch liệt đột khởi một khối là hình dạng của thiên địa lại đong một tiếng nữa trên phách đỉnh lại hiện lên một khối lớn lần này tất nhiên là hình dạng của địa đỉnh đong 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 diệp khúc múa may thiên địa nhị đỉnh liên cuồng đánh tới phách đỉnh hắn đã đập khẩu đại đỉnh này giống như một con nhím chẳng những sơn hỏa lôi ba đỉnh đồng thời bị hao tổn thậm chí ngay cả thiên địa nhị đỉnh trong tay diệp húc cũng trở nên rách nát tung tóe hạ sơ dương nổi giận lôi đỉnh lòng đau như cắt ta cực khổ vô cùng mới tìm kiếm được tài liệu luyện chế ra chín khẩu đại đỉnh này làm 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 tiền vốn tranh hùng với cao thủ thiên hạ hiện giờ không ngờ bị cái tên tử tử này đánh hỏng năm khẩu rồi thiên địa sơn hỏa lôi năm đỉnh vẫn chưa hoàn toàn bị hủy nhưng bị Diệp Húc đánh cho thành tàn phế. Chỉ cần sau này tế luyện lần nữa, tất nhiên có thể khôi phục lại uy lực vốn có. Bên trong đại đỉnh, Diệp Phúc bị một tòa ảo ảnh núi lớn chấn áp, khiến cho hắn bước đi gian nan. Bên ngoài có lôi điện đánh xuống, lại có thiên hỏa nung khô, tuy nhiên lôi điện với thiên hỏa đối với hắn là vô tác dụng, chỉ có ảo ảnh núi lớn do chân nguyên của hạ dư dương biến thành mới có thể chấn trụ được hắn. Hắn vẫn sinh long hoạt hổ như trước, huy động thiên địa nhị đỉnh cứng rắn chống lại hơn 10 tòa ảo ảnh núi lớn huy động thiên địa nhị đỉnh điên cuồng đánh lên vách tường hạ sơ dương nhìn xem mà kinh tâm động trời ạ à, thân thể tiểu tử này rốt cuộc được làm bằng cái gì đấy như thế nào mới có thể luyện hóa được hắn đây chẳng lẽ hắn tu luyện chư thiên thập đạo môn pháp xú danh rõ ràng ràng của hoàng tuyệt ma tông sao đáng tiếc ta không hiểu u minh thập đạo nếu không hiện tại trực tiếp có thể tế luyện được hắn rồi hoàng xá nhìn thấy hạ sơ dương rất đầu mẻ chán thản nhiên mà nói Hạ lão đế có cần ta hỗ trợ không Hạ sơ dương cười ha hả Cực kỳ tự phụ ngạo nghễ mà nói Bây giờ còn không cần hoàng huynh ra tay đâu chín khẩu đại đỉnh của ta chỉ vận dụng ba khẩu Tuy nhiên là ba thành tu vi Và thực lực của ta Nếu như ta xuất toàn lực giết chết tiểu tử này Giống như bóp chết một con kiến hôi vậy Hoàng sán im lặng không nói gì Hạ sơ dương nói chính xác như vậy Hắn đúng là mới chỉ vận dụng ba thành tu vi Nhưng cũng không phải ba thành thực lực thiên địa nhị đỉnh của hắn rơi vào tay Diệp Húc, có thể nói đã phế bỏ hai thành tu vi rồi. Hắn tuy rằng có thủy phong, âm dương bốn đỉnh ở trong tay, tuy nhiên muốn dung nhập bên trong sơn hỏa, lôi đỉnh ba đỉnh này, thất đỉnh hợp nhất, hắn còn chưa có thủ đoạn này. Diệp Húc liên tục đánh mười mấy đòn nghiêm trọng, gần như làm đại đỉnh tan vỡ. Hạ Sơ Dương không hề do dự, vội vàng quát lên một tiếng, chỉ thấy thủy phong nhị đỉnh rồi âm dương nhị đỉnh hai cái sắc nhập với nhau hóa thành hai khẩu đại đỉnh âm dương nhị đỉnh chụp lấy thủy phong nhị đỉnh rơi vào trong đại đỉnh do sân hỏa lôi hợp thành nhất tề áp chế lên người của diệp húc hắn lần này có thể nói là xuất toàn bộ thực lực của mình tự nghĩ cho dù là cường giả như hoàng sán cũng có thể chấn áp thông dòng một luyện hóa như vậy còn không thể chấn áp được ngươi hay sao hắn bộ mặt dữ tợn mất đi phong độ ngày nào cười to mà nói lại vào lúc này chỉ nghe thấy ầm một tiếng dường như có vật nặng nào đó từ trong đỉnh rơi xuống hạ sơ dương lập tức cảm thấy chín khẩu đại đỉnh của mình không chịu khống chế rơi thẳng từ không trung xuống ầm ầm rơi vào trong biển sao đã xảy ra chuyện gì vậy hắn kinh hãi thất sắc liên tục thúc giục chân nguyên chín khẩu đại đỉnh kia dường như chui sâu vào biển không chút tiếng động sau một lúc lâu chỉ thấy từ trong biển một thân ảnh chậm rãi dâng lên thân khoác tinh bào từ từ bay lên diệp húc cầm thiên địa như đỉnh trong tay thân thể không chút tổn thương, không nhanh không chậm, bay tới mỉm cười mà nói: "Hạ huynh, bảy khẩu đỉnh của ngươi đã bị ta dùng kim kiều trấn áp, hiện giờ đang chìm dưới đáy biển rồi. Thiên địa nhị đỉnh của ngươi thì rơi vào trong tay của ta, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa không?" Hạ Sơ Dương trong lòng trầm xuống, sắc mặt kinh hoàng. Kim kiều trong lời của Diệp Húc chính là vu bảo mà vị Tam Thần Cảnh Nguyên Thủy Ma Tông kia luyện chế. Kim kiều vừa ra, thậm chí ngay cả trụ quang đại trận bốn tầng đầu tiên cũng bị chấn áp mấy trăm danh cao thủ thậm chí cả vũ bảo của bọn họ cũng không thể độc đại được đạo kim kiều này nặng nề vô cùng đừng nói là diệp húc không thể nào tế khởi cho dù là cường giả nguyên đan kỳ đem nguyên đan bản thân dung nhập vào trong kim kiều cũng đừng mơ tưởng mà lay chuyển được kim kiều này diệp húc lấy tòa kim kiều này từ trong ngọc lâu đi ra ném vào bên trong âm dương nhị đỉnh âm dương nhị đỉnh lại ngăn chặn thủy phong nhị đỉnh thủy phong nhị đỉnh ngăn chặn sơn hỏa lôi tam đỉnh ước chừng có vẻ khẩu đại đỉnh bị kim kiều ngăn chặn không thể động đậy mà thiên địa nhị đỉnh ở trong tay diệp phúc thì lại càng đừng mơ mà đoạt lại được hoàng huynh hắn quay đầu lại hướng hoàng sán đang muốn cầu cứu diệp phúc thân hình vừa động giống như một nộ long giết cào đánh thẳng tới hắn hạ huynh ta đã nói rồi Diệp Mỗ muốn dùng đỉnh của ngươi đập ngươi thành thịt vốn, hiện giờ tuyệt không nuốt lời. Diệp Húc trong miệng quát lớn, giống như tiếng sấm nổ mùa xuân, kén khởi thiên địa như đỉnh, vừa lên một chút, ngang nhiên mà nện xuống. Hoàng Sán khống chế lô thuyền hướng Diệp Húc mà sông tới, ánh mắt chớp động, trong nháy mắt đã thúc giục lô thuyền tới uy lực lớn nhất có thể. Nó giống như thiên địa lật úp lại, thậm chí ngay cả nước biển cũng bị nổi lên cuồn cuộn, biến thành một tấm chắn cao tới mấy trăm trượng, dài mấy trăm trượng dựng thẳng tắp lên ở phía sau lô thuyền một kích này của hắn toàn lực mà phát tạo ra uy năng rất lớn hung hăng đánh tới diệp phúc hắn tính toán vây ngụy cứu triệu công kích hậu tâm diệp phúc khiến cho diệp phúc không rảnh mà đối phó với hạ sư dương chết đi cho ta diệp phúc làm như không nhìn thấy lô thuyền phía sau đang đánh tới mình thiên địa nhị đỉnh hung hăng hạ xuống kẹp hạ sư dương ở bên trong chỉ trong một kích liền làm cho đệ tử hạ gia này biến thành thịt vụn Giờ một tiếng, lâu thuyền lo từ đánh thẳng lên người Diệp Húc, lập tức truyền ra một tiếng long trời lở đất. Bức tường nước ở sau lưng lâu thuyền ầm ầm tan nát. Cơn sóng gió động trời từ hai bên lâu thuyền tản ra, giống như hai cái cánh lớn trắng như tuyết vậy, kéo dài ra vài dặm mới hạ xuống, rơi vào trong biển. Diệp Húc cũng bị một kích này đánh bay ra hơn 20 dặm, chỉ nghe cơ thể hắn truyền tới những tiếng nổ rầm rầm, một tấm tinh phiên bị động bay ra ngoài cơ thể, quay cuồng bay múa chung quanh người hắn, lúc lớn, lúc nhỏ. Tinh phiên này rầm rầm rung động, không có phải trong khiếu huyệt của hắn. Hắn nói ra một ngụm máu tươi, bị thương nặng rồi. Tâm niệm vừa động, trên đỉnh đầu một vòng sáng vàng mềm rũ xuống, truyền tới sức sống mừng bừng, dung nhập vào thân thể của hắn, chữa trị thương thế. Bên trong Hạo Nguyệt, một cái ô chậm rãi mở ra, từ trong ánh trăng vàng từ từ bay ra, rơi vào lòng bàn tay của Diệp Húc. Đại diễn thần trung hiện lên, lơ lửng trên đỉnh đầu của Diệp Húc, lớn như trái núi, vù vù chuyển động. Diệp Phúc cầm thiên cơ tán trong tay, đỉnh đầu có đại diễn thần trung, ngẩng đầu nhìn xa xa, hắn chỉ thấy Hoàng Sán không chế lô thuyền vọt tới, thật là hùng hổ, tính toán liên tục đánh tới mà đâm chết hắn. Hoàng sư đệ, không có hạ sư dương ở đây, Ngươi không làm gì được ta đâu. Ta trong người mang trọng bảo, muốn đánh nhau liền đánh, muốn đi thì đi, thậm chí nó không chừng Ngươi còn có thể thua trong tay ta kìa. Diệp Phúc thản nhiên nói, người cần gì phải làm điều thừa như vậy. Hoàng Sán mặt mày không chút thay đổi Tiếp tục khống chế lâu thuyền và chạm tới Hắn cất cao giọng nói Sư tôn đối đãi với ta giống như con vậy Ân trọng như núi Mệnh lệnh của lão nhân gia ngài Hoàng mỗ là phải theo Hoàng mỗ cho dù có chết Cũng phải kéo theo dịp sư thúc chôn cùng Hoàn thành người thác của sư tôn Khi thế của hắn kéo lên chưa từng có Nguyên đan thế lên đỉnh đầu Thúc dục lâu thuyền rầm rộ Hoặc có thể nói là vô cùng mãnh liệt người trung nghĩa như thế đồng ý bỏ mạng vì ngụy hiên nữ, trung hiếu lưng toàn như vậy người trong ma đạo ta thực sự là hiếm thấy không biết sư phụ của ngươi có thể đối đãi với ngươi như vậy hay không diệp phúc thở dài một tiếng ánh mắt hơi hơi lay động hoàng sán trong lòng cả kinh chỉ thấy một đạo hào quang màu trắng lướt qua đầu gối của hai chân mình hắn kêu lên một tiếng đau đớn lập tức đứng dậy rơi vào bên trong lô thuyền khống chế lô thuyền giết cả mà lao đi phá tan trường không mà đi không trung chỉ để lại hai bắp chân và một mảnh mưa máu rơi xuống mặt biển. Thanh âm của Diệp Phúc thản nhiên truyền tới. Hoàng sư điệt, ta sẽ không giết ngươi mà thả ngươi trở về. Ta rất muốn xem xem ngươi sau khi mất đi hai chân rồi, Ngụy Hiên còn có thể đối đãi với ngươi như con trai hay không, cho ngươi hai chân khác hay không. Không biết bên trong ngọc lâu của Hạ Sơ Dương có kiều đỉnh vũ hoàng quyết nữa không đây. Diệp Húc phất tay thu lấy hai chân của Hoàng Sán, tâm niệm vừa động. Một đạo huyền băng lập tức đóng băng hai chân của hắn lại, lại bay tới chỗ hạ sơ dương vừa chết lèn vào đáy biển tìm kiếm di vật của hạ sơ dương tìm kiếm tung tích của kiều đỉnh vũ hoàng quyết bản đầy đủ sau một lúc lâu hắn lặn vào mặt nước hạ sơ dương sau khi chết ngọc lâu bạo mở ra châu dù có chứa nhiều tài liệu và vũ bảo nhưng trong đó lại không có kiều đỉnh vũ hoàng quyết diệp phúc không khỏi nhíu mày nếu có thể đạt được toàn bộ bản của kiều đỉnh vũ hoàng quyết kiều đỉnh vạn pháp yếu quyết của hắn liền có thể hoàn thiện sau này lại gặp được người của hạ gia trung châu cũng không bị chấn hát tu vi bó tay bó chân như vậy nữa tuy nhiên hạ sơn dương không ngờ không có mang theo kiều đỉnh vũ hoàng quyết bên người điều này làm cho trong lòng hắn có chút thất vọng tuy rằng vô duyên kiến thức toàn bộ bàn của kiều đỉnh vũ hoàng quyết nhưng đạt được chín khẩu đại đỉnh của hắn ta cũng có thể từ trong cấu tạo của chín khẩu đại đỉnh này đem kiều đỉnh vũ hoàng quyết suy diễn ra được 7 tám phần hoàn toàn có thể đem Kiểu đỉnh vạn pháp yêu quyết của ta nâng cao một bậc uy thế rồi Diệp Húc đem thiên địa nhị đỉnh thu ở bên trong ngọc lâu chỉ thấy Tống Cao Đức giết gào lao tới tuy rằng mình đầy thương tích nhưng trên mặt không biết mang theo vui hay buồn Diệp Húc nhìn vẻ mặt của hắn liền biết Phong Vân Sinh khẳng định là chết ở trong tay hắn rồi thực lực của Phong Vân Sinh hẳn là không sai biệt với Tống Cao Đức nhiều lắm xem ra Tống Cao Đức phải trải qua một phen khổ chiến mới giết được hắn Tống Huynh đại thủ đã báo thật sự là đáng mừng đáng mừng Diệp Phúc chắp tay cười nói Tống Cao Đức đem vạn kiếp vô lượng tâm kinh Quân thứ ba giao cho hắn rồi thản như nói Phòng sư huynh dễ dàng đối phó Nhưng sư tôn ta cũng là một thế hệ cự đầu Hắn ở trước mặt ta giống như một tòa núi lớn vậy Ta không biết khi nào Mới có thể đem tòa núi lớn này Mà san bằng đi được Giờ phúc thở dài Sư phụ của Tống Cao Đức Chính là một cường giả thế hệ trước Thực lực sâu không thể lường Hắn có khả năng khó có thể Có thực lực báo thù được Diệp lão đế... lúc ta đó đánh Phong sư huynh, nhìn thấy Hoàng Sám và Hạ Sơ Dương cùng nhau thẳng tới nơi này, hiện giờ hai người kia đâu rồi? Tống Cao Đức hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, nghi hoặc vạn phần mà nói. Diệp Phúc cười cười lên tiếng. Diệp Phúc cười nói, Hạ Sơ Dương thì đã chết rồi, Hoàng sáng thì bị ta đánh trọng thương bỏ cháy. Tống Huynh, Kim Kiều đã bị ta đánh rơi ra rồi, một mình ta kiêng không đứng dậy nổi, còn phiền Tống Huynh hỗ trợ cho. Tống Cao Đức trong lòng hoảng sợ, cười khổ mà nói Hạ sơ dương Hoàng sán hai người này thực lực so với ta Còn hơn một chút Người không ngờ lại có thể đánh chết một người Rồi đánh trọng thương hai người kia Diệp lão đệ Ta cho rằng ta đã tu luyện tới đan đỉnh Bắt phẩm rồi Thực lực có thể sóng vai cùng ngươi Không nghĩ tới vẫn không thể bằng ngươi được Hắn tu luyện vạn kiếp vô lượng tâm kinh Kiểu chuyển nguyên công Thân thể cực kỳ hùng mạnh Đích xác là có thể chống lại được Hạ sơ dương và Hoàng sán Nhưng không thể nào thắng được chỉ có thể bảo mệnh không chết. Diệp Phúc có thể đem hạ sơ dương và hoàng sán đánh chết và bị thương. Tống Cao Đức tự nghĩ mình cũng không thể có thủ đoạn này được. Ta khi đấu với hai người hắn, thủ đoạn toàn thân thi triển ra hết cũng rất là vất vả. Diệp Phúc khiêm tốn. Tống Cao Đức cười cười nói, người không cần khiêm tốn. Thực lực hiện tại của ngươi so với trưởng giáo vạn kiếp môn ta năm đó không hề thua kém. Trưởng giáo vạn kiếp môn ta ở tuổi ngươi tu vi cũng như thế này cũng chưa chắc có thể có loại chiến tích này được hai người chui xuống đáy biển thu hồi kim kiều lại đưa vào trong ngọc lâu của diệp phúc diệp phúc lập tức thu hồi lại chín khẩu đại đỉnh hai người nhanh chóng rời khỏi nhanh chậm tiến đi rút cuộc cũng rời khỏi biển động đi vào cảnh địa thanh châu diệp phúc nhìn vân môn sơn quen thuộc trước mắt trong lòng cảm khái nghìn vạn lần tính toán lại hắn rời khỏi thanh châu đã gần hai năm rồi trong hai năm này chính mình hối hả ngược xuôi, mệt mỏi mà bỏ mạng. Từ Vân Môn Sơn, đà chủ ngũ độc giáo Thanh Châu lúc trước, hiện giờ trở thành phong chủ quan tinh phong của Hoàng Tuyển Ma Tông. Khi mình rời khỏi Thanh Châu, Tu Vi tuy chỉ là tam nguyên cảnh dung nguyên kỳ mà hiện giờ cũng là tam chân cảnh hạo nguyệt kỳ. Tốc độ này ở rất nhiều người xem ra cũng không tính là chậm, thậm chí có thể xưng là tiến độ thần tốc. Nhưng so với đệ tử danh môn đại phái cũng không được coi là gì. Hắn cùng với Tống Cao Đức hai người đi sâu vào bên trong Vân Môn Sơn tìm được một động huyệt hai người nhảy thẳng xuống xâm nhập vào sâu bên trong sau một lúc lâu rút cuộc cũng đi tới động phủ của giao đạo nhân diệp phúc vừa mới chạy tới nơi bên tai nghe thấy một tiếng long ngâm chỉ thấy một quái vật đầu lớn xoẹt một tiếng chạy tới vươn đầu lưỡi thô giáp của mình liêm liếm tay của hắn đây là một long mã dài mấy trượng quanh thân chảy rộng long lân màu đỏ thẫm lớn bằng quả trứng vịt lưng tràn ngập xương cân màng dựng thẳng lên như đao nó so sánh với long mã bình thường có điều bất đồng móng vuốt giống như long chảo, thân thể cũng không hẹp dài như vậy, quanh thân mang theo một cỗ dao long khí, nó rất là thanh thiết cọ cọ lên người của diệp phúc. tiểu gia hỏa can sải dao này không ngờ vẫn còn nhận ra được ta. diệp phúc trong lòng rất là vui sướng, can sải dao đã tu luyện thành yêu, hiện giờ không ngờ cũng có tu vi hạo nguyệt kỳ, khiến hắn không thể không cảm thán. can sải dao này dù sao cũng là một dị chúng, trong cơ thể lại có huyết mạch của dao long rồi lại có giao đạo ca chỉ đạo hắn tu luyện tu vi tiến bộ có thể nói là thần tốc mà giao đạo nhân cũng phát hiện ra diệp húc và tống cao đức lập tức từ trong động phủ bay ra nhanh nhẹn mà tới vui vẻ nói hiền đệ quả nhiên là ngươi ta đang nghĩ vì sao mà can xảy giao lại hừng hực chạy đi như vậy diệp húc thấy tu vi của hắn càng thêm khủng bố hơn trước rất nhiều hiển nhiên trong thời gian này tu vi của giao đại nhân tiến bộ không nhỏ hắn kể nói đại ca Thời gian này ngươi vẫn ở trong này sao Không có đi ra ngoài hay sao Tất nhiên là có đi ra ngoài mấy lần Ta còn thấy Bách khoa cung chủ Tố cung chủ tiến tới Cùng ta phẩm trà luyện đạo kìa Giao đạo nhân cười nói Lập tức nhìn về phía Tống cao đức Nghi hoặc mà hỏi Ồ oh, còn vị tiểu ca này là Diệp Phúc giới thiệu một fan Tống Cao Đức cuốn quyết trào Trong lòng khiếp sợ dị thường Đại ca của Diệp Lão Đệ không ngờ lại là một đầu tượng cổ dị chủng thanh giao tu vi khủng bố dị thường hơn phân nửa đã tiến vào tam thai cảnh rồi diệp lão đệ gọi hắn là đại ca chẳng lẽ là anh em ruột hay sao có trách diệp lão đệ thân thể dũng mãnh như vậy khẳng định là long trùng rồi trong cơ thể có dao long huyết mạch lão tử tương lai thành thân cũng phải tìm một mẫu long sinh ra một đống giao tẻ nhi long tẻ nhi mới được nếu là huynh đệ của hiền đệ thì là đệ đệ của ta rồi giao đạo nhân cười nói Tống Cao Đức trong lòng mừng rỡ, nhìn địa sát khí đang chạy trùm không ngừng ở dưới nền đất kia, chỉ thấy dòng sông sát khí màu vàng đất này đang chạy trên mặt đất, khí thế to lớn vô cùng, xa xa có thể thấy được, áp lực trầm trọng, trong lòng lại càng thêm khiếp sợ. Địa sát khí, không ngờ nơi này là một chỗ địa sát khí, hơn nữa cực kỳ tinh thuần. Thiên địa kiểu sát thì thủy, hỏa, phong sơn lôi, năm loại sát khí này dễ dàng tìm kiếm. Âm dương nhị khí sát khá là hiếm thấy địa sát và thiên sát thì hi hữu nhất danh môn đại phái như vạn kiếp môn gặp được địa sát thiên sát thậm chí là xuất động cự đầu tự mình động thủ dùng thần thông di sơn chuyển hải trực tiếp thu đi sát khí thu vào bên trong môn phái của mình phong ấn lại không dễ dàng mà vận dụng chỉ có gặp được thiên tài trong đại phái phải dùng sát khí rèn luyện nguyên thai trong giáo phái mới lấy ra sát khí thiên sát địa sát quý báu ở chỗ khó có thể tìm được mà nơi này không ngờ có một chỗ địa sát khí tinh thuần khiến cho tống cao đức khổn bay phích lạc một trận diệp phúc cẩn thận nói ý đồ của mình tới đây với giao đạo nhân cười nói đại ca huynh đệ chúng ta có phúc cùng hướng có họa cùng chiếu tiểu đệ hiện giờ là trưởng lão của hoàng tuyển ma tông có được một tòa linh sơn linh mạch nhiều đếm không xuể còn có đủ loại vua pháp tâm pháp vân môn sơn tuy rằng dồi dào thế nhưng còn kém xa với quan tinh phong của ta kìa cho nên tiểu đệ tới đây là tính mời đại ca về quan tinh phong cùng hưởng phúc kìa Giao đạo nhân trần trừ một lát Có chút không đành mà nói Quan tình phong giàu có đông đúc Như vậy đích thực là bảo địa tuyệt tuyệt vời để tu luyện Tuy nhiên địa sát khí này ta cũng không đủ pháp lực mà đem đi Mất trong này có chút đáng tiếc à Diệp Phúc cười nói Một đạo địa sát khí mà thôi Cũng không phải cái gì quý giá cả Đánh mất cũng không sao cả Giao đạo nhân gật đầu nói ừ, lời này có lý, vậy em chúng đi vậy chúng ta cùng nhau tới quan tinh phong Tấm Công Đức nghe nói như vậy, trong mắt suýt nữa thì nhảy ra, lắp bắp và nói: "Địa địa sát rất quý báu." Giang lão nhân không chút để ý mà cười: "Vật ngoài thân mà thôi, mang đi cũng không nổi, để mất ở trong này cũng không chạy đi đâu được cả, đáng giá cho tiểu ca ngạc nhiên như thế sao?" Hắn tâm niệm hơi động, chỉ thấy tòa cung điện tọa lạc ở giữa địa sát mạch và Vân Môn Sơn linh mạch bay lên. Giang lão nhân há mồm hút một cái, cung điện càng ngày càng nhỏ, rơi vào trong miệng của hắn sau đó hắn lên tiếng nói Một khi đã như vậy thì đi thôi Dứt lời hắn bay ra ngoài trước Diệp Phúc vội vàng đuổi theo Chỉ thấy can sải dao đuổi theo sau hắn Trong lòng kế động nhảy lên trên lưng long mã này Can sải dao hí lên một tiếng Chờ hắn phóng lên cao Tống huynh còn không đi theo nhanh Diệp Phúc quay đầu lại Cười nói Tống công Đức có chút lưu luyến Cẩn thận bước đi không ngừng nhìn lại gốc sát khí kia Trong lòng đau đớn vạn phần Đây là địa sát ta nếu nơi này mà bị danh môn đại phái biết được Không ngờ có một nơi địa sát tinh thuần tới như vậy Khẳng định là sẽ xen chúc mà tới Tranh tới vỡ đầu kìa Bảo vật như vậy cứ như thế mà vứt bỏ đi Lão tử còn đau thay hai người bọn họ kia. Hắn bay ra khỏi địa huyệt Đột nhiên xuất một bàn tay lớn Một tiếng quát vang làm cho Vân Môn Sơn nhổ lên Âm âm mà đập xuống Che đi động phủ của giao đạo nhân Diệp Phúc và giao đạo nhân khó hiểu Tống Cao Đức cười nói À, che đậy lại gốc sát khí này Đợi tương lai chúng ta có đủ lực lượng Thì tớ lấy nó đi vậy Diệp Phúc và Giao Đạo Nhân có chút Không cho là đúng Giao Đạo Nhân cười nói Tầm từ của Tống Tiểu Ca rất cẩn thận Hiền đệ chúng ta rời khỏi Vân Môn Sơn Chi bằng đi thông báo cho Tố Công Chủ một tiếng Môi hắn khẽ nhúc nhích Dường như muốn nói nhưng Cũng không nghe thấy thanh âm chuyển tới Mà là tạo thành một chuỗi văn tự giết gào Bay về phía Bách Cô Cung Tốc độ cũng cực nhanh Sau một lúc lâu lại có văn tự nối tiếp từ bách quốc cung liên hoa phong chuyển tới chen trúc chưa vào trong tay của giao đạo nhân giao đạo nhân gật đầu nói tố cung chủ và các thiếu cung chủ của bách Cô cung đều đang bế quan không rảnh mà tự mình đưa tiễn chúng ta hai vị hiền đệ chúng ta đi thôi thiếu cung chủ hắn là kêu kêu rồi ta đã có một thời gian không gặp quan nàng rồi tâm thần của diệp phúc hơi sao động đột nhiên chân nguyên vạn loạn tâm ma nảy sinh Vua vàng lấy huyết bồ đề nắm ở trong tay, áp chế tâm ma xuống, cười cười mà nói: "Đại ca, thủ đoạn vừa rồi của ngươi là thiên lý truyền âm phải không?" "Ừ, không sai." gia đạo nhân cười nói: "Đây là một loại vô pháp khá là thú vị, ta trong lúc vô ý học được, còn có một loại vô pháp tên là thiên lý nhãn, dùng chân nguyên hóa thành mắt to, bay ra ngàn dặm, vẫn sáng như đuốc vậy, nhìn thấy rõ ràng như vựng vô cùng. Hiền đệ nếu như muốn học, ta có thể chỉ cho ngươi." Diệp Phúc mừng rỡ, hai môn vũ pháp này tuy rằng là tiểu pháp môn thế nhưng cực kỳ hữu dụng. Đoàn người Diệp Phúc đi vào địa phận của Hoàng Tuyến Ma Tông, Thập Phản Đại Sơn, vừa mới tiến vào phiến lãnh thổ rộng lớn hơn 10.000 dặm này, giao đạo nhân lập tức cảm giác được đủ loại khí tức thượng cổ dị chủng yêu thú cường hãn đang đại tản mát ra. Mỗi một thượng cổ dị thú khí tức đều không kém hắn chút nào, thậm chí lại còn mạnh hơn cả hắn nữa. Hoàng Tuyền Ma Tông có thể đứng sừng sững ở trong nhiều danh môn đại phái mà thủy chung không có bị ngã. Ngoại trừ tự thân đệ tử môn phái có thực lực không mạnh ra, còn có một tầng nguyên nhân khác nữa, đó là Ma Tông cung phụng rất nhiều thượng cổ dị thú, mỗi một tòa linh sơn đều có dị thú tu luyện ở trong đấy. Học tập Ma Tông tâm pháp tu pháp tu vi cũng cực kỳ cao, thậm chí có thể có quái vật tồn tại qua nhiều thế hệ tung. Trong lòng của Giao đạo nhân không khỏi cảm thấy hào hùng. Thế mới biết Diệp Phúc dẫn hắn đi vào nơi nào Hoàng tuyển ma tông này Không ngờ có không hề ít cao thủ So với lão chủ nhân trước kia của ta Thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần kìa Thế gian lại có bực đại phái này Nội tình thật sự là thâm hậu đáng sợ mà Chủ nhân của Giao Đạo Nhân Chính là chủ nhân của vũ hồn giới Mã Đạp Hồ Một vị cường giả chính đạo Đã chết không biết bao nhiêu năm tháng Diệp Phúc mang theo hai người đi tới Quan Tinh Phong đã thấy quan tinh phong được cung ngọc nương xử lý gọn gàng ngăn nắp trong thời gian hắn rời khỏi nơi này, quan tinh phong trở nên náo nhiệt hơn. Nhiều nô bộc ở dưới núi mở một thành thị. Cả vạn nô phó sống trong thành giống như một quốc gia nhỏ vậy. Ngọc Nương phân nữa là đem đại thành thị trong thập vạn đại sơn tới đây. Những người này ở nơi này cũng tốt, dù sao cũng gieo trồng rực tay, xử lý linh điển cho ta. Diệp Húc thầm nghĩ, thập vạn đại sơn ngoại trừ ma đạo vu sĩ và yêu thú gia còn có không biết bao nhiêu là thành quách, có chứa nhiều phàm nhân sống ở trong đấy được ma tông phù hộ. Đối với những phàm nhân này mà nói, có thể trở thành người hầu của trưởng lão ma tông là một chuyện rất có mặt mũi. Cuộc sống không lo, cũng không lo có sự thăng cao thuế nặng, cũng không có yêu ma làm loạn, thậm chí lại còn có thể tu luyện võ đạo. Một khi trở thành vũ sĩ, đó là người bề trên rồi. Diệp Phúc tâm niệm hơi động, chỉ thấy tinh bào trên người bay lên, hóa thành một đại chu thiên tinh đấu, chật đổ bao phủ toàn bộ quan tinh phong đàn tinh vần quanh ngày qua mặt trời lặn trăng tròn trăng khuyết dường như đem hết thảy chu thiên tinh đấu tới nhân gian vậy những nô bộc trong núi thế thế cuống quyết dứt bỏ công việc trong tay nhất tề quỳ xuống đồng thanh mà nói nô tải cung nghênh diệp đại lão gia trở về thanh âm lớn truyền khắp nơi tống cao đức và dạo đã nhân nhìn xem mà ngạn họng chân chối trường hợp này có thể nói là vô cùng đồ sộ bọn họ ai cũng không thể dự đoán được Diệp Phúc lúc trở về núi lại phô trương thanh thế tới như vậy, rất là long trọng. Cung Ngọc Nương cũng từ trong động phủ của mình mà bay ra ngoài, dừng trước mặt của Diệp Phúc, cười ngâm ngâm nói. Tiểu sư phụ, người cuối cùng cũng trở lại, trang diện này thế nào, đã thấy qua chưa? Diệp Phúc trừng mắt, nhìn nằm một cái, ho khan hai tiếng rồi nói với mọi người trên quan tinh phong. Đều đứng lên cả đi, ai đang làm cái gì thì cứ làm tiếp đi. Thanh âm của hắn tuy nhẹ nhưng vững vàng chuyển tới tai của tất cả mọi người ở trên quan tinh phong khiến cho mỗi người đều nghe thấy rất rõ ràng mọi người chúng yêu cuống quyết đứng dậy đều tự mình mà rời đi Đống cao đức và giao đạo nhân vẫn đang trong khiếp sợ diệp phúc cười khổ giải thích với hai người quan tinh phong của ta nguyên vốn không có nhiều yêu quá như vậy đâu nô bộc cũng chỉ có mấy trăm thôi từ khi ta thu cô ngọc nương làm đệ tử mọi chuyện đều là nàng phụ trách cả cho nên mới có nhiều người như thế đại trượng phu trên đời đúng là phải như vậy mà giao đạo nhân nhìn cung ngọc nương đối với hành động của nàng tỏ ra tán thưởng trầm giọng mà nói trước kia lão chủ nhân thậm chí bắt tới mấy nghìn người đem họ bố trí vào trong ngọc lâu của chính mình làm cho một họ khai khẩn linh điền nuôi trồng dược tay đây là thủ đoạn kiêu hùng nên có diệp phúc chấm ngâm một lát gật đầu xưng phải trong ngọc lâu của hắn lãnh thổ cực kỳ rộng lớn có chứa nhiều linh điền không có khai khẩn những linh điền này chỉ có một phần hùng bi xử lý rất nhiều đều để hoang phế nếu như có mấy nghìn người thậm chí mấy vạn người tới mở linh điền hắn liền có thể được có được rất nhiều linh dược để tiêu xài xem ra ta cũng phải kiếm một nhóm người khiến cho những người này sống trong ngọc lâu của ta phục tùng hùng bi quản giáo khai khẩn linh điền rồi bồi dưỡng linh học linh dược loại tìm kiếm nhân khẩu này ngọc ngương làm thuận tay vẫn là giao cho nàng xử lý thì hơn hắn nói ý nghĩa của mình với cung ngọc nương một lần cung ngọc nương hé miệng cười nói chuyện này đơn giản chỉ cần ta ra tay nhiều nhất là ba ngày là có thể xong rồi ngọc nương linh phủ phong hoàng sán đã trở về chưa vậy cung ngọc nương nghe thấy hắn nói như vậy trong mắt không khỏi lóe lên ánh sáng kỳ dị cười nói đã trở về rồi tuy nhiên hoàng sư huynh bị đứt hai chân nghe nói sau khi hắn trở về ngụy hiên sư thúc nhìn thấy tình trạng thê thảm này của hắn nói ta không cần đệ tử không có chân vì thế mà đuổi hắn ra khỏi phòng lúc này hoàng giáo sư huynh vẫn đang quỳ gối ở dưới chân núi linh phủ phong kìa đầu gõ một cái bước lên núi một bước tính toán một bước lại một bước thỉnh cầu ngụy hiên lần nữa mà thu hắn làm đồ đệ diệp phúc lặng lặng nghe cười nói ngụy hiên vì sao không giết một vũ sĩ tiếp phai chân cho hắn vậy cung ngọc nương cười khen khách nói tiếp việc này nó lại cũng thật xảo diệu con trai của ngụy hiên sư thúc ngụy không sơn bị vài đệ tử khác giết những đệ tử này sau khi giết chết nguyễn không sơn liền lập tức phản bội ta phòng trưng nguyễn hiên sư thúc chỉ sợ ngay cả hoàng sán Xu huynh cũng không yên tâm kìa tiểu sư phụ người có biết vì sao đệ tử của nguyễn hiên phải giết chết nguyễn không sơn hay không vậy diệp phúc cười ha ha phất tay nói ta cũng không phải là thần tiên làm sao biết được bí mật này đây người đi nhanh đi giúp ta tìm mấy ngàn người tới tung ngọc nương cười ngâm ngâm rời đi rồi quay đầu lại nói tiểu sư phụ ngươi hiện giờ uy nghiêm ngày càng nặng rồi thật sự là có phong thái của nhân sư rồi đấy tuy nhiên những lão yêu quái quan tinh phong này nhìn thấy ngươi trở về cũng không có ra ngoài núi bái kiến rất là ngạo mạn sư phụ nếu có thời gian cần phải chỉnh đốn lại một chút đi tống cao đức nhìn nàng đi xa cuống quyết kéo lấy giờ phúc nói lão đệ nữ đệ tử này của ngươi chỗ mã thật là tươi ngon mọng nước ca lúc đi tới gần còn ném cho ta vài ánh mắt quyến rũ chẳng lẽ là có ý tứ đối với ta hay sao Diệp Phúc nhấp nháy mắt cười nói Tống huynh nếu ngươi và nàng thông đồng Ngày hôm sau chắc chắn là bị thay bổ rồi Nữ nhân này cả người là gai Chạm không được đâu Chạm vào là thủng tay đấy Giao đạo nhân ánh mắt chấp động lên tiếng hỏi Hiền đệ Trong núi này của ngươi có không ít tiêu tộc phải không Diệp Phúc cật đầu Đau đầu mà nói Phải Những yêu tộc này đều là thượng cổ dị chúng Luôn luôn kiệt ngao bất tuần Thấy tu vi của ta còn thấp nên không tôn ta là phong chủ tuy nhiên bọn họ đều là lão yêu tam thai cánh lấy thực lực trước mắt của ta còn không thể nề hà được bọn họ đành tùy cho bọn họ làm gì thì làm vậy bọn họ không chịu quản giáo của ngươi thì phải sửa lại vậy đôi mắt hẹp dài của giao đạo nhân hơi nhấp nháy đột nhiên phóng người lên hướng tới một động phủ yêu khí tràn ngập trong quân tinh phong mà đi cất cao giọng nói hiền đệ vi huynh nếu định cư ở đây liền phải thay ngươi chỉnh đốn một chút rồi hình thể của hắn càng lúc càng lớn đột nhiên hóa thành thanh dao ầm ầm lao vào bên trong của động phủ kia hề hey, lão đệ à đại ca này của ngươi tính tình cũng thật là nóng đấy nó đánh là đánh kìa tống cao đức cũng lưu lưỡi nói lập tức trong quan tinh phong chuyển tới dao động yêu nguyên kịch liệt hiển nhiên là dao đạo nhân đang đồng thủ với lão yêu quái trong động kia rồi tống cao đức ở trên quan tinh phong mấy ngày liền cáo từ rời đi tính toán trở về vạn kiếp môn hắn cười nói là hậu đệ nếu như có rảnh tới vạn kiếp môn ta làm khách đi diệp phúc đưa hắn rời khỏi thập vạn đại sơn trở lại quan thanh phong chỉ thấy giao đạo nhân chọn tám lão yêu quái tam thay cảnh của quan tinh phong đánh đến phát nghiện đang định hướng tới lão yêu quái thứ 9 mà khiêu chiến diệp phúc cũng không cân can để hắn tự đi đã nhiều ngày nay hắn liên tục trải qua tám kiếp tu luyện vạn kiếp vô lượng tâm kinh tới hạ nguyệt nhị phẩm rồi tu luyện tới đây uy lực của lối kiếp cũng đạt tới nguyên đan kiểu phẩm nguyên đan kiểu phẩm thiên kiếp tuy rằng không bằng nguyên đan nhất phẩm nhưng uy lực cũng cực kỳ mạnh làm cho bên ngoài của hắn liền cháy xém nếu tiếp tục tu luyện vạn kiếp vô lượng tâm kinh sau đó là tam thay cảnh mang thay kỳ lối kiếp mỗi một trọng lôi kiếp uy lực càng hùng mạnh hơn nguyên đan nhất phẩm nhiều chỉ sợ tới lúc này ta còn không thể chống cự được nữa rồi Giờ phúc trầm tư một lát kiểu chuyển nghiên công cuốn thứ hai của hắn đã tu luyện viên mãn luyện đến thành cửu chuyển nguyên công không thể tiến thêm được bước nào nữa mà vạn kiếp vô lượng tâm kinh thì có khả năng nâng cao cường độ thân thể xa xa còn kém lôi kiếp gia tăng cường độ nếu hắn tiếp tục tu luyện khẳng định có thể nguy hiểm tới tính mệnh hiện tại ta muốn nâng cao tu vi càng sớm càng tốt tiến vào tam đan cánh sau đó liền nắm chắc vượt qua được lôi kiếp rồi diệp Húc lấy ra dược đỉnh dược lô thu được ở bên trong chỗ quang đại trận tay đem niết chết một yêu đan biến nó trở lại thành linh đan như cũ hắn cùng với tống cao đức hai người trong chỗ quang đại trận ước chừng thu được mấy trăm lô đỉnh hoàn hảo không hoa tổn gì cả những lô đỉnh này mỗi một cái chất lượng đều không tầm thường chút nào tính chất cực cao bởi vậy mới có được ở trong chỗ quang đại trận thời gian dài như vậy mà không bị thời gian xóa nhòa những dược đỉnh này bên trong có ngàn miếng thượng thừa linh đan trong đó sinh sinh tạo hóa đan cũng có tới ba 400 miếng tuy nhiên tống công đức đã ăn vào hơn trăm miếng bởi bởi vậy mới có thể trong thời gian ngắn từ hỗn nguyên bát phẩm mà tăng lên đan đỉnh bát phẩm diệp phúc còn hơn 200 miếng nữa tuy nhiên mỗi khi nâng cao một cảnh giới nhỏ cần hai hao phí sinh sinh tạo hóa đan trở mình mấy lần tu vi của diệp phúc lại hơn xa vũ sĩ cùng cảnh giới cần nhiều hơn sinh sinh tạo hóa đan hắn ăn vào một quả đan dược qua không lâu chỉ thấy Hạ nguyệt màu vàng trên đỉnh đầu hắn bành trướng lên thể tích lớn không ít Hạ nguyệt không ngừng bành trướng ra bên ngoài bên trong chuyển tới thanh âm sóng biển càng ngày càng rõ ràng rõ ràng tiến tới cảnh giới hạo nguyệt cửu phẩm diệp phúc lập tức lại nuốt vào một quả linh đan qua không lâu chỉ thấy một đạo trường hà màu vàng từ trong hạo nguyệt lao ra sóng dữ ầm ầm dài tới ba bốn trăm mét sóng biển mênh mông dừng ở trên đỉnh đầu của hắn dùng từng viên một như vậy thật sự là quá chậm mà Diệp Húc mở miệng lớn dùng sức hút một cái Chỉ thấy hơn 200 viên sinh sinh tạo hoa đan Vù vù mà bay lên rơi vào trong miệng của hắn Lập tức hóa thành dược lực minh mông dũng mãnh Hướng vào trong toàn thân của hắn Dược lực này giống như núi lửa bùng nổ Nghe được thấy một tiếng nổ ầm ầm Kim hà trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên lại càng thêm rộng lớn Sóng biển dường như có thể xé rách cả trời cao Chân nguyên trường hà của hắn lấy tốc độ hàng chục mét một mà biến dài rộng hoành ở trên không trung giống hệt như một dòng sông lớn mãnh liệt chảy xiết sông lớn này càng lúc càng dài đợi khi tu vi của diệp phúc vọt tới hỗn nguyên kiều phẩm đã đạt tới chiều dài hơn nghìn mét chiều rộng hơn trăm mét đứng ở giữa không trung kim quang rực rỡ trong cơ thể của hắn dược lực được sinh sinh tạo hóa đan vẫn như trước không ngừng mà bùng nổ lại thủy chung không thể đột phá cửa quan cuối cùng đưa hắn kẹt tại hỗn nguyên kiều phẩm tu vi của hắn thực sự là hùng hậu vượt xa xa với các vũ sĩ khác cho dù là sinh sinh tà hóa đan cũng không thể cung cấp cho hắn chân nguyên đầy đủ được ta sẽ không bị nhốt ở hỗn nguyên cửu phẩm diệp phúc dựng thân đứng lên lơ lửng trong không trung ngẩng đầu nhìn về phía chu tiên tinh đấu bao phủ đột nhiên hắn há miệng hút một cái chỉ thấy tinh đấu đầy trời bị hắn hút ra khỏi đại trận tất cả vô vô lao vào trong cơ thể của hắn chạm kiểm soát của hỗn nguyên cửu phẩm phá cho ta phá Kính thưa quý vị khán giả thân mến Tập 57 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ Xin chào và hẹn gặp lại